xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 50, sau khi dẫn theo mọi người hạ cánh xuống Phong Thành, Tiêu Viêm dẫn theo đông đảo cường giả khiến tất cả không khỏi kinh ngạc. Thấy vậy, Tiêu Lệ vẻ vui mừng cũng liền hiện lên trên nét mặt. Và rất nhanh, anh ấy cũng liền giới thiệu những gương mặt mới cho Tiêu Viêm xem. Ở bên cạnh, chứng kiến sự xuất hiện của 5 người này, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng. Nhìn họ, thanh âm Tiêu Viêm liền vang lên nói. Đa tạ các vị đến tương trợ, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Chờ sau khi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn. Nghe những lời này, năm tên kia hào hứng đáp. Chỉ cần Tiêu môn chủ ra lệnh, cho dù Vân Lam Tông có mạnh mẽ bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ khiến bọn chúng máu chảy thành sông. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng liền gật đầu. Thế nhưng ở bên cạnh, thanh âm của ông cốt lão đã liền vang lên nói. Tiêu môn chủ, lần này đi ra mạng đế quốc, quả thực chính là được ra vạn dặm. Bởi vậy, chúng ta phải để một ít lực lượng ở lại, không thể để vườn không nhà chống được. Nghe xong, hướng ánh mắt về phía ba người ông cốt lão, Tiêu Viêm thanh âm cũng liền vang lên nói. Ba vị có thể tự mình đến cũng xem như thực hiện ước định lúc trước, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không trách cứ. Thế nhưng, ba vị cũng nên biết hành động lần này sẽ có một chút nguy hiểm. Vì thế, lúc đang cùng Vân Lam Tông giao thủ, ngàn vạn không nên có ý gì khác, nếu không thì... Tiêu môn chủ xin yên tâm, nếu đã đáp ứng giúp ngươi một tay, như vậy là chúng ta đều cùng đứng trên một cái thuyền, đục thủng thuyền chúng ta sẽ không bao giờ làm. Được, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Chỉ cần sau khi chuyện này thành công, mấy vị muốn đòi hỏi thù lao gì, Tiêu Viêm chắc chắn đáp ứng, không có nửa điểm chậm trễ. Nói dứt lời, Tiêu Viêm cũng liền quay đầu lại nhìn nhị ca Tiêu Lệ. Bởi vậy như hiểu ý, Tiêu Lệ liền đưa tay lên huýt sáo ra hiệu. Nương theo đó, rất nhiều chiến thuyền cũng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy chiến thuyền xuất hiện trước mắt, Tiêu Viêm vui mừng. Sau đó, thanh âm đã liền vang lên hỏi. Còn chờ gì nữa, mọi người lập tức lên thuyền, ngay hôm nay chúng ta sẽ trở về Sa Mạc Đế Quốc. Lời nói chấm dứt, hai cánh khẽ động, lấy Tiêu Viêm dẫn đầu, tất cả mọi người liền cùng nhau phóng người lên chiến thuyền. Sau đó, khi toàn bộ quân số tập hợp đầy đủ, đứng ở trước mạn thuyền, thanh âm mạnh mẽ của Tiêu Viêm đã liền vang lên nói. Sa Mạc Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Đương theo lời nói Tiêu Viêm chấm dứt, sĩ khí toàn quân trở nên toàn thịnh, những tiếng hò reo vang lên mạnh mẽ. Cứ thế, mang theo khí thế hừng hực, đoàn người trên chiến thuyền cũng liền hướng về phương xa, nơi Sa Mạc Đế Quốc tọa lạc. Thời gian qua đi, trong lúc đó, ở tại Vân Lam Tông, bên trong một căn phòng trống nơi Vân Vận đang ngồi, cánh cửa phía sau nàng đột nhiên mở ra. Sau đó chậm rãi bước vào, thanh âm lạnh lùng của Vân Sơn đã liền vang lên nói. Vận Nhi, còn đang tức giận sư phụ sao? Bất ngờ thật, hôm nay lão sư lại rảnh rỗi đến cấm điện này. Vận Nhi, vì một tiêu gia không hề liên quan, ngươi quên lão sư đối với ngươi như thế nào rồi sao? Lão sư nhiều năm bồi dưỡng, Vân Vận tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng, một cái tiêu gia nho nhỏ, người cần gì phải khiến bọn họ như vậy? Tại sao ư? Tất cả vì Vân Lam Tông ngươi hiểu không? Đến bây giờ, người vẫn tơ tưởng đến tên tiểu tử kia sao? Hắn ta bị truy sát phải trốn khỏi đi ra mạng đế quốc đã 3 năm, đến giờ vẫn không có chút tin tức nào. Không chừng, hắn đã bỏ mạng rồi. Chỉ cần ngươi quên đi tiểu tử kia, ta sẽ cho ngươi lên làm tông chủ một lần nữa. Còn tiêu gia, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Ta đã nhận được tin tức. Đám tàn dư của tiêu gia chắc chắn đang được Mễ Đặc Nghĩ gia tộc che chở. Cái lão Hải Ba Đông này, ba lần bốn lượt ngăn trở việc của Vân Lam Tông ta, hắn nghĩ rằng lão phu thật sự không dám thu thập hắn phải không? Cái gì? Người muốn động đến Mễ Đặc Nghĩ gia tộc? Lẽ nào lão sư người muốn Vân Lam Tông đứng ở thế đối lập với tất cả thế lực ở Gia Mã Đế Quốc hay sao? Một đám hề nhảy nhót mà thôi, nếu bọn họ muốn vận động, vậy cũng tốt, có thể tiêu diệt một lần, đối với Vân Lam Tông chúng ta mà nói cũng tốt. Lão sư, người cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ như thế, Vân Lam Tông sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy ở trên tay người. Nghe vậy, Vân Sơn tức giận, vùng tay áo lên, hắn ta quát lớn nói. Vân Vận, hiện tại người càng lúc càng to gan, người dám nói với ta như vậy sao? Nói cho người biết, Vân Lam Tông sẽ không bị diệt trong tay ta. Trái lại, ta sẽ mang nó đến một cái đỉnh cao trước đây chưa từng có. Nói dứt lời, Vân Sơn liền bước một mạch ra bên ngoài. Sau đó, cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn Vân Vận, ông quát lớn nói. Còn nữa, tốt nhất là ngươi hãy quên tiểu tử kia đi, đừng có si tâm vọng tưởng, cho dù hắn có trở về, lão phu cũng sẽ là người đầu tiên lấy mạng hắn. Dứt lời, Vân Sơn liền bước đi ra thẳng bên ngoài. Nương theo đó, cánh cửa chính nặng nề của đại điện cũng mầm mầm đóng lại. Nhìn cửa chính đóng chặt, bàn tay Vân Vận nắm chặt. Một lát sau, phía trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên một chút cảm xúc buồn bã và đau thương. Cũng trong lúc đó, ở tại Mễ Đặc Nghĩ gia tộc, sau khi Nhã Phi cho người thăm dò nhất cử nhất động của Vân Lam Tông, nàng đã phát hiện ra điều bất thường. Bởi vậy, trong cuộc gặp mặt giữa ba người, Nhã Phi, Hải Ba Đông và Tiêu Đỉnh,
ba người đã có một cuộc trò chuyện liên quan tới việc này. Và tất nhiên, chuyện Vân Lam Tông tấn công Mễ Đằng Nghị gia tộc có liên quan tới Tiêu gia. Bởi vậy, nhắc tới chuyện này, Tiêu Đỉnh vô cùng áy náy. Tuy nhiên, đáp lại Tiêu Lệ, Hải Lão lại vô cùng lạnh lùng. Về lời hứa với Tiêu Viêm, ông nhất định sẽ bảo vệ Tiêu gia đến cùng. Bởi vì ông tin tưởng, một ngày không xa, nhất định Tiêu Viêm sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc và ngăn cản cơn sóng dữ. Nghe những lời này của Hải Lão, Tiêu Lệ vô cùng cảm động. Anh ấy cũng tin tam đệ của mình nhất định sẽ trở về. Nương theo ánh mắt của Tiêu Lệ nhìn về phương xa, Tiêu Viêm cùng đoàn người rất nhanh đã gần tới được Gia Mã Đế Quốc. Lúc này, ở trên chiến thuyền, Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng đăm chiêu nhìn về phía trước, dường như anh ấy đang có tâm sự gì đó. Thế vậy, Tiêu Lệ đã liền tiến lại gần em trai và nói chuyện cùng Tiêu Viêm một chút. Thế nhưng, sau một hồi nói chuyện, Tiêu Viêm đột nhiên thấy thiếu sót. Ngay lập tức, thanh âm anh ấy đã liền vang lên nói, "Đại ca, Tử Nghiên đâu? Lại không nhịn được nên tự chạy rồi sao?" Đúng vậy, nhà đầu kia không ngồi được, tự mình chạy lên phía trước rồi. Nhưng mà có Mỹ Đỗ Toa đi theo bảo vệ rồi, để yên tâm. Thật không nghĩ tới nữ nhân kia lạnh lùng như vậy, thế nhưng đối với Tử Nghiên lại không tệ, còn chủ động đi theo bảo vệ nàng. Tiếp theo, trò chuyện với nhị ca một hồi, Tiêu Viêm cũng liền nhắc nhị ca an bài một vài việc liên quan tới chuyện quan trọng sắp tới. Khi chiến thuyền tới gần Gia Mã Đế Quốc, ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, sau đó thanh âm bất chợt vang lên mạnh mẽ. Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại! Đường theo hình ảnh Tiêu Viêm dần mờ đi, hình ảnh Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên rất nhanh đã xuất hiện ở tại một khu rừng vắng. Sau đó, thì thầm vào tai Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên cũng liền rủ nàng đi chôm một vài món đồ quý ở bên trong sơn mạch. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng gật đầu hưởng ứng, nàng sẽ ở bên ngoài canh chừng cho cô nhóc kia, nếu có nguy hiểm, nàng sẽ tới cứu viện. Bởi vậy, có được đồng bọn đi cùng, Tử Nghiên không chậm trễ, liền tiến sâu vào trong sơn mạch. Thế nhưng, chuyện lớn đã phát sinh. Ngay khi Tử Nghiên đi vào bên trong, một con ma thú lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, nó liền cất lên tiếng gầm mạnh mẽ. Chưa hết, hỏa diễm lúc này cũng đã trào dâng và bao phủ lại toàn bộ nơi này, vây kín Tử Nghiên ở bên trong, tình huống lúc này là vô cùng nguy hiểm. Gương mặt nàng lúc này cũng là vô cùng hoảng hốt. Rất may, đúng vào lúc đó, Mỹ Đô Toa cảm thấy không ổn. Bởi vậy, nàng đã liền phóng người lên sau đó cứu lấy Tử Nghiên và dẫn nàng quay trở về. Và ngay lập tức, khi nhìn thấy hai người xuất hiện, Tiêu Viêm đã liền nhận ra điểm bất thường. Bởi vậy, thanh âm anh ấy đã liền vang lên nói, "Hai người các ngươi đi kiếm dược liệu hả? Hi hi, cái mũi của ngươi thật là linh." Nói dứt lời, Tử Nghiên liền lấy đan dược ra đưa cho Tiêu Viêm kèm theo khuôn mặt tinh nghịch, sau đó nói, "Những dược liệu này, ngươi lưu lại một ít để sau này luyện chế đan dược cho Thải Lân tỷ tỷ. Còn những cái khác, ngươi luyện chế thành dược hoàn cho ta." Ở bên cạnh, Mỹ Đô Toa gương mặt hiền hậu xoa đầu Tử Nghiên, sau đó nói, "Cô nhóc này trời sinh có cảm ứng với các loại linh dược, muốn tìm được Tử Nghiên là rất dễ dàng. Ngươi thế mà lại mang Tử Nghiên đi trộm dược liệu sao? Có chuyện gì ta sẽ tự mình giải quyết, không cần ngươi quan tâm." Nói dứt lời, Mỹ Đô Toa gương mặt liền trở nên giận dỗi, sau đó quay đầu lại, không thèm nhìn mặt Tiêu Viêm lấy một cái. Thời gian qua đi, trải qua khai thám phi hành, rốt cuộc Tiêu Viêm cùng đoàn người cũng tới được Trấn Quỷ Quan. Thế nhưng cũng trong lúc đó, bên trong thành, Trấn Quỷ Quan, ở đây, bầu không khí lúc này là vô cùng căng thẳng. Ở đây xuất hiện đám người của Vân Lam Tông mang theo đầy sát khí, dường như một cuộc chiến khốc liệt cũng chuẩn bị diễn ra. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha! Đến đây thì hết tập 51/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!